tụi mình đã đến Resort MQ Đà Lạt. Thời tiết đang rất là đẹp luôn á, có những cái cây phượng tím ở phía trước cửa nè. Bây giờ ông xã mình sẽ đi làm thủ tục check-in. Mệt không? Thì anh tiếp tục làm tài xế để chở cả nhà đi nghỉ lễ. Kỳ này tụi mình sẽ chọn cái khoảng thời gian nghỉ lễ tại MQ Đà Lạt. Check-in thôi nào. Rồi. Ngủ lật lìa lật lội luôn. Đà Lạt của tụi mình đây. Cả nhà đi chơi lễ tới đâu rồi? Hôm nay thì gia đình của mình chọn kỳ nghỉ lễ tại Đà Lạt để tạm xa cái nắng chói chang của Sài Gòn và tiết trời vào hè. Thì hôm nay mình chọn lưu trú tại resort ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt là MQ Đà Lạt. Thì trước đây tụi mình cũng đến hồi dịp cuối năm ngoái thì có dịp đến lưu trú đây một lần rồi thì rất là thích, cho nên hôm nay mình dẫn Mami đi cũng quay lại đây và ở lại căn phòng cũ. Má ơi, lạnh là lúc mà mình vô phòng á là phòng đã được chuẩn bị mở sẵn máy lạnh rồi. Ở trong phòng mình sẽ có cái dàn máy điều hòa các bạn. Hiện tại là buổi trưa thì thời tiết cái nền nhiệt độ nó khá là cao hơn, nên thành ra là khi mà mình vào phòng thì phòng đã được xông sẵn tinh dầu thơm và ở ngoài mùi lavender thơm lắm và rất là mát. Các bạn mở sẵn, các bạn mở sẵn máy điều hòa nên mát lắm. Ở đây mình sẽ có một cái chiếc giường lớn như vậy nè các bạn, và hai cái giường tầng đơn như vậy thì sẽ thuận tiện cho gia đình đi với trẻ nhỏ, mình có thể có cái không gian ngủ thoải mái. Rồi, đối diện phòng ngủ sẽ có một cái chiếc tivi cực kỳ to luôn á. Căn phòng của mình là hạng family cho nên diện tích rất là rộng rãi thoải mái nè. Ngoài này sẽ là một cái khu vườn. Buổi chiều mình có thể ra đây ngồi ngắm cảnh uống trà rất là thư giãn. Tên tên. Đây là phòng khách. Phòng khách cũng có một cái chiếc tivi riêng, khung cửa sổ và bộ bàn ghế. Rồi, chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui nha. Hôm nay được trở lại Đà Lạt thì mình lưu trú tại MQ Đà Lạt Resort. Một resort như tại trung tâm thành phố Đà Lạt thì vẫn giữ được cái nét rất là đẹp và rất là thơ lãng mạn luôn các bạn. Chúc cả nhà có được một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui bên người thân và gia đình nhé. Đà Lạt lúc này hiện tại rất là mát luôn. Hôm nay gia đình mình lưu trú những ngày lễ của Việt Nam thì tụi mình sẽ chọn lưu trú tại MQ Đà Lạt Resort, là một resort ngay tại trung tâm của thành phố Đà Lạt luôn, rất là thuận tiện đi lại. Và resort có cái phong cách thiết kế rất là đẹp, rất là nên thơ luôn. Thì tụi mình sẽ đến nhà hàng để dùng bữa trưa với gia đình. Chúc
cả nhà có kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân gia đình nha.